Rồi, hello anh em nha. Ngô Bình Sườn Uma chính hãng Malaysia, hàng dành cho những dòng xe mà sân cơ nha anh em. Đó. Ngô Bình tím nha. Sân cơ là nó sẽ là màu tím, còn nếu mà Uma mà của FA á nó sẽ là màu đỏ nha anh em. Thì đây là hàng chính hãng nha, nguyên xe nguyên kiện hết nha anh em. Đó. Nhập khẩu chính ngạch nha, VAT đầy đủ nha anh em ơi. Thì một cái cục Ngô Bình Sườn Uma sân cơ chính hãng dành cho tất cả những dòng xe sân cơ á, từ xe zin tới xe làm luôn. Thì mình bán một cục nguyên sườn Uma sân cơ này, mình bán cho anh em giá là 430.000 một cục nha anh em. Đó, anh em càng xài cái lô mình. Cục này chất lượng miễn bàn rồi nha anh em. Đó, vô xe là in xe dịu máy, đốt sạch hết nhiên liệu ở mọi vòng tua máy luôn nha anh em. Đó. Lửa không quá già mà không quá yếu nha, cũng nói chung là nó đáp ứng được tất cả mọi cấu hình máy nha, từ zin tới làm. Đó, anh em nào càng xài cái lô mình. Giá thì mình bán là 430.000 một cục nha. 430.000 một cục. Đó, có sách, có cái giấy hướng dẫn trong đây luôn đầy đủ nha anh em. Anh em cần xài cứ alo mình nha.